quý vị đang thưởng thức phiên bản hình ảnh chất lượng 4K. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi tin tức của tuổi trẻ yêu nước quốc nội. Giải thể Đảng Cộng sản Việt Nam bán nước hại dân có khó lắm không? Khó vô cùng. Nếu quý vị chờ 500.000 quân Mỹ trở lại, nếu quý vị hy vọng các cuộc biểu tình nhỏ lẻ của dân hy sinh trong nước, nếu quý vị chờ ai đó thành lập quân đội, nếu quý vị chờ đợi nhóm bí mật xử lý vài tên cộng sản ác ôn, nếu quý vị hàng ngày ngồi uống cà phê nghe live chửi Việt Cộng, dễ vô cùng. Nếu quý vị tập trung lấy nhu thắng cương lớn nhất trong lịch sử, nếu Facebook, website, email, báo chí trong và ngoài nước đồng loạt tập trung bình luận góp ý kêu gọi một cuộc chiến không tẩm máu, nếu cả nước chuẩn bị gạo, nước, đường, mắm muối đủ dùng cho gia đình trong một tháng, tầm khoảng gần 50% đình công bại thị, không đi học, không đi làm, không đi chợ, chừng ấy mới thấy cánh cửa tự do, dân chủ, nhân quyền hé mở cho dân tộc Việt Nam. Một cách bất tuân dân sự, mỗi ngày cứ mỗi người Việt Nam trong số 50 triệu người tiết kiệm không tiêu xài 20.000 đồng thì sẽ bị hụt 1.000 tỷ đồng trong thị trường tiêu dùng. Đây chỉ là một khía cạnh nhỏ, chưa kể đến những tác động dây chuyền khác. Bất tuân dân sự là cách đánh gục chế độ tồi tàn và ác độc một cách an toàn và dễ dàng nhất. Không mua vé số, giảm tối đa thuốc lá, rượu bia vì tiền thuế và phí khủng khiếp với lượng tiêu thụ. Không mua những thứ đắt tiền, xe cộ, máy móc, hàng mỹ phẩm, hàng trang sức vì đây là những thứ hút thuế khủng khiếp. Không mua sách báo lề đảng. Không xem truyền hình vì đây là công cụ tuyên truyền và bán quảng cáo. Không mua vé tham dự các loại show diễn thời trang, ca nhạc, hoa hậu vì nhảm nhí và tốn tiền. Tránh chạy xe khi nào có thể mà chỉ di chuyển bằng xe đạp hoặc xe bus. Đóng cửa, không mua bán hàng Trung Quốc bằng mọi giá, nghỉ làm công nhân về quê sinh sống để tránh thức ăn độc hại và bị bóc lột. Nông dân không canh tác nhiều và rộng nữa để tránh vướng nợ vì bán không được, không có tiền trả cho ngân hàng. Gia đình nếu có thể dạy cho con cháu thì không gửi con cháu đến trường nữa, tự trồng rau sạch và mở rộng kết nối mua bán thực phẩm sạch trong và ngoài nội thành. Còn người Việt Nam hải ngoại thì không gửi tiền về giúp nghèo mà chỉ giúp ngặt khi tuyệt đối cần. Không về Việt Nam ăn chơi, tiêu xài. Không hợp tác với các tổ chức kinh tài của Cộng sản. Bất tuân dân sự. Bản tin hôm nay gồm có các bài viết: Nhật ký tù nhân lương tâm tháng 9, tù nhân lương tâm Phan Kim Khánh, thầy Nguyễn Năng Tĩnh, anh Lê Đình Lượng, mục sư Đinh Diêm, Đoàn Thị Hồng và bé Hà Vi. Các bài viết từ nguồn tác giả: Tù nhân lương tâm Phan Kim Khánh, nguồn từ Voa, phát thanh viên Cẩm Mỹ; thầy Nguyễn Năng Tĩnh, nguồn từ Facebook Việt Tân, phát thanh viên Hoa Chi; cuộc thăm gặp anh Lê Đình Lượng, từ nguồn Facebooker Nguyễn Soan, phát thanh viên Phước An; thăm gặp tù nhân lương tâm mục sư Đinh Diêm, từ Facebook Đinh Diêm, phát thanh viên Trường Vũ Anh Bình; nơi mầm thiện không còn, bài viết của nhạc sĩ Tuấn Khanh, lời tự sự của Đoàn Kim Khánh, chị của tù nhân lương tâm Đoàn Thị Hồng chia sẻ về góc độ gia đình, cùng với phát thanh viên Hoa Chi. Hãy có một bàn tay. Tác giả Ngô Du Trung, phát thanh viên An Điền, góc châm biếm của tác giả Thanh Mai, phát thanh viên Cẩm Mỹ. Xin mời quý vị đi cùng bản tin với phát thanh viên Cẩm Mỹ, Hoa Chi, Phước An, An Điền và Trường Vũ Anh Bình. Mình chào quý bà con cô bác từ quốc nội ra tới hải ngoại đang đi cùng bản tin ngày 20 tháng 9 2019. Kính chúc quý vị có sức khỏe, an lành. Giải cống hiến quốc nội 2019. Tiêu chí đề cử. Tiêu chí thứ nhất, có những hoạt động cụ thể thúc đẩy quyền con người trong năm, không chỉ là viết bài mà là hoạt động cụ thể. Tiêu chí thứ hai, những người đã được giải quốc tế năm 2019 không được đề cử. Tiêu chí thứ ba, chỉ tính ở ngoài,
không tính những người còn trong tù. Riêng cựu tù nhân lương tâm thì vẫn tính. Tiêu chí thứ tư, chỉ đề cử những người đang sinh sống tại Việt Nam. Vâng thưa quý vị, đến ngày giờ này thì chắc chắn rằng trang tin Tuổi Trẻ Yêu Nước News chỉ truyền tải những thông tin về tù nhân lương tâm. Vì thế mà đây là điều hãnh diện cho Trần Vũ Anh Bình cũng như là Tuổi Trẻ Yêu Nước Quốc Nội. Vâng, xin trở về với bản tin đầu ngày. Một lần nữa Trần Vũ Anh Bình mới mời quý vị đi với chuyên mục Nhật ký tù nhân lương tâm tháng 9 với phát thanh viên Cẩm Mỹ để nghe nguồn tin từ Hoa viết về tù nhân lương tâm Phan Kim Khánh. Vâng, xin điểm tin. Tuổi Trẻ Yêu Nước News xin kính chào quý vị và các bạn. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi cập nhật một số tin tức của blogger Phan Kim Khánh. Freedom Now kiến nghị Liên Hiệp Quốc về việc blogger Phan Kim Khánh bị giam giữ. Tin từ VOA. Tổ chức nhân quyền Freedom Now và một công ty luật ở Anh đã đệ trình một kiến nghị lên nhóm công tác của Liên Hiệp Quốc về giam giữ tùy tiện thay mặt cho blogger Phan Kim Khánh, người đã bị tuyên án 6 năm tù giam vào năm 2017 về cáo buộc tuyên truyền chống phá nhà nước. Trong một thông cáo báo chí, Freedom Now và công ty luật Detroit LLP lập luận rằng việc Việt Nam tiếp tục giam cầm anh Khánh, một nhà báo công dân, vi phạm những nghĩa vụ của chính phủ theo Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị và tuyên ngôn phổ quát về nhân quyền. Freedom Now lưu ý rằng, trong những năm qua, Việt Nam đã tăng cường trấn áp quan điểm bất đồng chính kiến trên mạng và việc giam cầm anh Khánh cho thấy rõ sự suy thoái đáng lo ngại các quyền tự do Internet. Việc chính phủ tiếp tục giam giữ anh Khánh vi phạm những nhân quyền căn bản của anh ấy, bao gồm quyền tự do biểu đạt. Chuyên viên chương trình Freedom Now Carl Hobart nói trong thông cáo, Freedom Now kêu gọi chính phủ Việt Nam phóng thích Khánh ngay lập tức và vô điều kiện. Chúng tôi tin tưởng rằng nhóm công tác của Liên Hiệp Quốc về giam giữ tùy tiện sẽ đi đến cùng một kết luận. Anh Khánh, 26 tuổi, bị bắt vào tháng 3 năm 2017, đang là sinh viên năm cuối khoa quốc tế tại Đại học Thái Nguyên với cáo buộc tuyên truyền chống phá nhà nước liên quan tới việc anh điều hành hai trang blog chỉ trích chính phủ có tên Báo Tham Nhũng và Tuần Việt Nam. Tòa án tỉnh Thái Nguyên vào tháng 10 năm 2017 tuyên phạt anh 6 năm tù giam và 4 năm quản chế theo Điều 88 của Bộ Luật Hình Sự. Trong một email gửi cho VOA, ông Hobart giải thích tổ chức của ông cảm thấy cần thiết phải đưa trường hợp của anh Khánh ra trước một cơ quan quốc tế để chính phủ Việt Nam thấy rằng cộng đồng quốc tế đang theo dõi sát tình trạng của anh. Chúng tôi sẽ tiếp xúc với chính phủ Việt Nam về vụ việc, cũng như các chính phủ phương Tây, chủ yếu là Mỹ và Liên minh châu Âu, ông Hobart nói thêm. Chúng tôi sẽ tìm kiếm những người ủng hộ mạnh mẽ cho anh Phan và cho nhiều tù nhân chính trị Việt Nam đang phải chịu án tù dài hạn do thực hiện quyền tự do biểu đạt của họ. Ông nói, họ trong đời sẽ có một phản hồi của Liên Hiệp Quốc. Nói thêm rằng, Liên Hiệp Quốc đầu tiên sẽ cho phép Việt Nam phản hồi về kiến nghị trước khi cơ quan này đưa ra quyết định. Quyết định có phần chắc sẽ được đưa ra vào năm sau, ông nói. Freedom Now cho biết anh Khánh đã làm đơn kháng án vài ngày sau khi anh bị kết tội, nhưng các quan chức trại giam không chịu gửi đi. Vào tháng 2 năm nay, anh viết đơn khiếu nại về việc đơn kháng án của anh không được gửi đi và kể từ đó anh đã bị quan chức trại giam ngược đãi theo tổ chức nhân quyền này. Vâng thưa quý vị, liên tục với chuyên mục Nhật ký tù nhân lương tâm tháng 9, Trần Vũ Anh Bình mến mời quý vị
dừng lại góc thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh để nghe tâm tư từ trang Facebook Việt Tân nói về thầy. Vâng, xin điểm tin cùng với phát thanh viên Hoa Chi. Thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh bị Cộng sản Việt Nam cáo buộc tàn trữ tài liệu chống phá nhà nước. Bài viết theo Facebook Việt Tân, ngày 17 tháng 9, theo thông tin từ cơ quan Nghệ An cho hay, cơ quan an ninh đã kết thúc giai đoạn điều tra hình sự đối với thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh kể từ khi bị bắt hơn 3 tháng qua. Tuy nhiên, công an vẫn chưa công bố chính thức bản kết luận điều tra. Được biết, thầy giáo Tĩnh 43 tuổi là giáo viên dạy thanh nhạc trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An. Thầy Tĩnh bị bắt vào ngày 29 tháng 5 năm 2019, bị cáo buộc làm, tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngoài ra, thầy giáo Tĩnh bị gán ghép là thành viên của đảng Việt Tân, nhưng hoàn toàn không có chứng cứ. Đài RFA đã dẫn lời của bà Nguyễn Thị Tình trong cuộc phỏng vấn sau khi thầy giáo Tĩnh bị bắt. Anh là người nhiệt tình, hay giúp đỡ người khác. Còn đảng Việt Tân thì em là vợ của anh, em xác định 100% là anh không bao giờ có trong danh sách. Anh thì ai cần việc mà anh cảm thấy việc đó là tốt, là anh làm đúng là làm lương tâm. Bây giờ nói đảng Việt Tân thì chứng cứ đâu ra, mà đảng Việt Tân có gì xấu em cũng không biết, anh đâu có làm gì phạm tội đâu. Ngày 30 tháng 5, ông Hoàng Tứ Duy, phát ngôn viên đảng Việt Tân khẳng định trong thông cáo rằng ông Nguyễn Năng Tĩnh không phải là thành viên Việt Tân và gọi ông là một nhà hoạt động xã hội ôn hòa. Ông Nguyễn Năng Tĩnh là một khuôn mặt quen thuộc, tích cực làm việc với nhiều người tại Nghệ An. Tuy ông không phải là thành viên của đảng Việt Tân, nhưng chúng tôi luôn ủng hộ những hành động ôn hòa của ông. Vì đảng Việt Tân nỗ lực có những hoạt động giúp ích và đi sát với nhu cầu thiết thực của người dân, đặc biệt tại những vùng như miền Trung, với nhiều bất công và khó khăn. Thông cáo cho hay, một trong những hoạt động của thầy giáo Tĩnh gây sự chú ý của dư luận là dạy cho các em học sinh hát bài trả lại cho dân. Đoạn video clip này đã được cộng đồng mạng loan tải và chia sẻ rộng rãi trên các mạng xã hội. Việc Cộng sản Việt Nam bắt giữ và gán ghép cho thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh những tội danh đã định sẵn là một phần trong những đợt đàn áp vẫn tiếp diễn nhằm vào các nhà hoạt động ôn hòa. Thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh và anh Lê Định Lượng cùng với một số anh em ở khu vực Nghệ An Vinh thì chắc chắn rằng quý vị cũng đã biết được sự năng động của thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh rồi. Vì chúng ta đã thấy khi mà ai có cần việc gì thì thầy luôn sẵn sàng giúp đỡ trong cái khả năng của mình. Và rồi trong một cái góc độ là tín hữu Công giáo thì thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh cũng đã có sự gắn kết với anh Lê Đình Lượng
vì hai anh em cũng là một góc độ tín hữu Công giáo, và chúng ta cũng đã biết được anh Lê Đình Lượng cũng đã nhận cái bản án 20 năm tù giam và 5 năm quản chế. Chính vì thế, liên tục với chuyên mục Nhật ký tù nhân lương tâm, Trần Vũ Anh Bình mới mời quý vị đi qua nỗi lòng người con dâu của tù nhân lương tâm Lê Đình Lượng, Facebooker Nguyễn Xoan, để điểm tin về anh qua phần phát thanh viên Phước An. Xin mời quý vị. Trại giam Nam Hà từ chối cho tôi vào thăm gặp bố tôi mà không có lý do. Ngày 17 tháng 9 năm 2019, gia đình chúng tôi ra trại giam Nam Hà, tỉnh Hà Nam để gặp bố tôi là ông Lê Đình Lượng. Nhưng cán bộ trại giam Nam Hà đã cản trở không cho tôi vào gặp bố tôi. Đây là lần thứ hai phía trại giam không cho tôi vào gặp bố. Khi tôi đòi văn bản trả lời lý do thì họ nói người dân không được nói nhiều và chúng tôi không có văn bản nào cho chị cả. Khi tôi cố gắng đòi lý do không cho tôi gặp bố, thì một lúc sau xuất hiện một người mặc thường phục tự xưng là dân. Tôi ngạc nhiên tự hỏi, người dân mà tự do ra vào trại giam còn to tiếng quát tháo người nhà phạm nhân trước mặt các cán bộ trại giam, liệu hắn có đơn thuần là người dân như hắn nói hay không, hay là có sự sắp đặt gì? Đây cũng là lần thứ hai người này xuất hiện để hống hách, thách thức tôi bằng những lời nói khó nghe. Người này dùng điện thoại để quay phim chụp hình tôi và xe của tôi. Khi tôi hỏi tại sao các anh lại cấm người dân quay phim chụp ảnh nhưng anh này vẫn thản nhiên cầm điện thoại để quay phim tôi trước mặt các anh, thì người tự xưng là dân hết mặt lên trả lời, kệ tao, tao thích làm vậy. Tôi đoán được đây là chiêu trò kích động, cố tình gây chuyện để chúng tôi to tiếng với hắn. Hắn sẽ có lý do đánh đập chúng tôi nên chúng tôi vẫn im lặng. Hắn là người đã xuất hiện trong trại giam Nam Hà để hết mặt tự đắc, tao là người dân, để cản trở việc gia đình tôi gửi đồ ăn vào cho bố tôi trong lần này. Các anh em Hà Nội đồng hành với các gia đình tù nhân lương tâm đến trại giam Nam Hà thăm thân. Và sau khi ra về, ông Trương Minh Hưởng bị đánh sau khi tách đoàn để ra về riêng nên tôi cực kỳ đề phòng hắn ta. Và mặc dù tôi đã làm đơn khiếu nại lên cục cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục và trường giáo dục cục C10 để khiếu nại việc tôi bị từ chối không cho gặp bố và không cho tôi lý do bằng văn bản, nhưng đến nay họ vẫn không trả lời đơn khiếu nại của tôi. Sau tất cả sự việc trên, tôi đã xin được một cuộc gặp với các đại sứ quán để nói chuyện và nhờ sự can thiệp. Kính thưa toàn thể quý ông bà, anh chị em, bố tôi là ông Lê Đình Lượng, người đã bị Cộng sản kết 20 năm tù và 5 năm quản chế. Bố tôi năm nay đã 54 tuổi. Một mức ác, án giống như là chôn vùi quãng đời còn lại của một người yêu nước ở trong chốn tù. Mặc dù vậy, nụ cười của ông trước sau vẫn như một. Ngay cả trong phiên tòa, ông nói, tôi đúng hay sai sẽ do lịch sử phán xét. Tôi rất vui khi phải ở lao tù nếu dân tộc được lớn mạnh trong tự do dân chủ. Gia đình chúng tôi rất cảm ơn về sự quan tâm đồng hành của mọi người. Trân trọng bài viết của Nguyễn Xoan. Vâng, thưa quý vị, đôi lúc là gia đình khi mà đi thăm những tù nhân lương tâm thì rất là cập rập, lo về cái thức ăn, thức uống, rồi ngay cả thuốc thang gửi lên cho các anh em tù nhân. Rồi còn đó là những cái gọi là làm giấy tờ khi mà ra vào cái nhà tù để thăm gặp thân nhân của mình. Vì vậy mà nó rất là bộn bề trong cái khoảng thời gian mà vừa đi và vừa về, cũng như là trong lúc nói chuyện với tù nhân lương tâm, có những cái khó khăn luôn bao vây từ phía trại giam. Chính vì thế, một lần nữa Trần Vũ Anh Bình mới mời quý vị hãy dừng lại tâm tư của vợ tù nhân lương tâm, mục sư Đinh Diêm, để nghe nỗi lòng của chị qua chuyến thăm chồng. Vâng, xin điểm tin cùng với Trần Vũ Anh Bình. Từ Facebook Diêm Đinh, ngày 17 tây tháng 9 2019, tôi ra thăm chồng tôi tại trại 6 Nghệ An. Mỗi khi làm thủ tục xong thì chỉ có chờ khoảng 15 phút là được gặp, còn lần này phải chờ cả tiếng đồng hồ sau mới gặp được ông. Tôi liền hỏi, ông có chuyện gì không?
sao mà lần này lâu quá họ mới cho gặp? Ông trả lời, khó quá em ơi, họ làm khó anh ghê gớm lắm. Vẫn như mấy tháng trước, vẫn giam trong buồng giam đó, luôn bất an và nguy hiểm, cộng với cái bệnh viêm đại tràng của tôi ngày càng nặng hơn, sức khỏe rất yếu. Rồi ông dặn dò tôi, thay ông gửi lời thăm tất cả mọi người đã quan tâm đến ông cũng như là gia đình. Quý ân nhân đã luôn giúp đỡ cho gia đình từ thuộc linh lẫn thuộc thể trong hoàn cảnh này. Ông mừng lắm, và ông xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho ông. Như thế cũng đã hết giờ. Khi tôi ra về, vì luôn bị say xe và nôn mửa ở trong bụng, lại đói, không có gì tiếp tục đón xe về Vinh, tôi ghé một quán ăn ven đường, làm đỡ một gói mì tôm. Sau đó thì có xe xuống, tôi chạy tới lên xe và vô tình sơ ý sót một việc rất đáng tiếc. Tôi đã đánh rơi cây bóp. Chỉ một giây sau, có người lượm liền, tôi xin lại thì họ không cho. Trong đó có 5.200.000 đồng, là tiền tôi mượn của người ta để chữa bệnh cho con gái, vừa để nạp học phí cho nó. Ý của tôi mang theo là khi về ghé vào Đà Nẵng luôn để xử lý mọi việc. Nhưng xui quá, xin mọi người cầu nguyện cho tôi. Tất cả những gì khó khăn mà tôi đã nêu ra, tôi xin cảm ơn mọi người đã quan tâm. Nói về người phụ nữ thì chắc chắn rằng trong cái xã hội này, dù họ đứng ở địa vị nào đi chăng nữa thì nơi họ cũng cố gắng ôm lấy cái sự chịu đựng và dồn nén cả những nỗi đau cho chính bản thân mình. Vì thế, trở lại với chuyên mục Tù nhân lương tâm thì Trần Vũ Anh Bình mến mời quý vị đi qua nỗi xót xa của nhạc sĩ Tuấn Khanh khi anh viết về Tù nhân lương tâm Đoàn Thị Hồng và phần tự sự của chị Đoàn Kim Khánh, chị ruột của Tù nhân lương tâm Đoàn Thị Hồng, nói về gia đình. Vâng, xin mời quý vị điểm tin cùng với phát thanh viên Hoa Chi. Nơi mầm thiện không còn, bài viết của nhạc sĩ Tuấn Khanh, nhan đề do Phạm Thanh Nghiên đặt. Chỉ bằng bản năng của mình, tôi luôn tin con người có mầm lương thiện trong tim. Và dù kẻ ác đến mấy, mầm lương thiện luôn là cơ hội cho sự thức tỉnh. Nhưng đôi khi, tôi phân vân tột cùng khi nghĩ đến những gì mà người Cộng sản đang làm trên đất nước của người Việt chúng ta. Lương thiện đang là một điều gì đó rất xa xỉ trong thế giới màu Cộng sản. Câu chuyện của chị Đoàn Thị Hồng là một ví dụ không thể nào giải thích nổi. Người mẹ trẻ này xuống đường và thể hiện quyền công dân được hiến định của mình, biểu tình không đồng ý luật đặc khu và luật an ninh mạng vào tháng 6 năm 2018. Chị Hồng bị công an bắt cóc và giam giữ nhiều tháng, rồi kết án, bất chấp chị có đứa con nhỏ chưa đến 36 tháng tuổi. Luật pháp của chính người Cộng sản đặt ra trên đất nước Việt Nam là những người mẹ có con chưa đến 36 tháng tuổi thì không bị biệt giam và không bị cắt đứt liên lạc với gia đình. Luật là như vậy. Trong lần gặp mẹ lần đầu tiên mới đây, bé Hạ Vi, con gái của chị Hồng, sau nhiều tháng vật vã khóc nhớ thì lại phát sinh một tình trạng tâm lý bất ổn. Bé thương mẹ nhưng lại giận và lạnh lùng, không muốn gần mẹ vì nghĩ rằng mẹ bỏ bé đi đâu đó rất xa. Thương bé con lắm, thương cả cách bé bị trầm cảm và không muốn tiếp xúc với ai khác ngoài dì của mình. Mai sau khi Hạ Vi lớn, bé mới có thể hiểu rằng kẻ đưa mẹ của bé đi xa không ai khác hơn chính là những người Cộng sản, một loại pháp luật nát nhào. Mai sau khi Hạ Vi lớn, không biết bé có thể trả lời được câu hỏi đầy bản năng của tôi lúc này hay không.
rằng một đất nước vừa không còn luật pháp và không còn cả sự lương thiện, thì những người cầm quyền tồn tại để làm gì? Bản tin Tuổi Trẻ Yêu Nước News xin gửi đến quý vị đôi dòng tâm sự về một đứa trẻ phải xa mẹ. Chúng ta có đau khi nhìn và thấm tận nỗi đau dân tộc qua hình ảnh của một đứa bé vô tội. Ai đã nhẫn tâm cắt đứt tình mẫu tử của bé? Ai đã lấy đi nét hồn nhiên tuổi thơ của bé? Ai đã đưa bé đến hoàn cảnh phải sống tự lập khi chưa tròn 3 tuổi vì xa mẹ? Mẹ của Hạ Vi, tù nhân lương tâm Đoàn Thị Hồng, vì lòng yêu nước không cam tâm đứng nhìn tàu cộng hoành hành nỗi đau trên quê hương, mà chị đã nhận bản án phá rối an ninh thật phi lý từ nhà cầm quyền. Chúng ta có thể thấy được sau lưng của một tù nhân lương tâm là nỗi đau của cả gia đình, còn đó là sự mất mát lớn lao của tình phụ mẫu với những đứa con thơ. Hạ Vi có đáng nên tội để phải xa mẹ khi chưa tròn 36 tháng tuổi? Khi bé chưa chào đời thì cũng đã thiếu vắng hơi ấm của người cha. Vậy mà cuộc sống lam lũ của mẹ để chăm lo cho bé cũng đành đoạn chia cắt như vết dao hằn lên trái tim dân tộc Việt. Có thể nơi đây chúng ta thấy được hình ảnh bé thật đáng thương, nhưng còn đó là cả màu trời huyết dụ đang vây hãm cả dân tộc này. Rất cần những con người nhỏ nhoi nhưng đầy lòng yêu mến tổ quốc phải cất tiếng lên. Hãy thắp sáng lên nơi lòng mình và mọi người ngọn lửa đấu tranh để hòng dẹp tan bóng tối của sự sợ hãi, dẹp tan định kiến phải biết cúi đầu, dẹp tan những phi lý chưa thành văn tự, dẹp bỏ chế độ độc tài toàn trị, để một lần nước Việt được tự do, dù chí ít là nơi tâm hồn thơ bé của những trẻ nhỏ này phải có được đầy tình yêu thương từ chính cha mẹ của chúng. Xin quý vị bớt chút thời gian để lắng đọng lại cùng tâm tư với người chị ruột của tù nhân lương tâm Đoàn Thị Hồng, chị Đoàn Kim Khánh. Tháng 2018 thì nói chung thì cái chỗ làm cái công việc của Đoàn Thị Hồng chưa có ổn định, cho nên là em gái có đưa cháu Đoàn Ngọc Hà Vi về gửi cho tôi một thời gian. Rồi em Đoàn Thị Hồng nói là để đợi khi nào công việc ổn định rồi em về em rước cháu lên lại. Sau đó vài ngày thì đùng đùng nghe tin Đoàn Thị Hồng bị bắt ở ngoài đường, bị một số đeo khẩu trang mặc đồ thường phục dí ép xe bắt ngay ngoài đường cùng với cô bé Nguyễn Trang quê ở Tiền Giang. Ngay ngày 2 tháng 9 thì buổi sáng đó tôi gọi cho em gái không được. Lúc đó không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà khi mà biết sự tốt hỏi những người bạn thì mọi người mới nói rằng là không ai thấy Xuân Đoàn Thị Hồng đâu hết. Rồi sau đó 2 ngày thì tôi mới nhận được tin chị Mai, chủ phòng trọ mà nơi Đoàn Thị Hồng đã thuê ở tại quận 2 á, thông báo nói rằng là Xuân Hồng bị bắt và có một số người mặc đồ thường phục dắt về phòng trọ để kiểm tra, để khám xét căn phòng cô Hồng đang thuê. Thì lúc đó tôi mới biết là em gái tôi bị bắt lắm, chứ cũng không có biết như thế nào. Sau đó vài ngày thì tôi có gặp cô bé Nguyễn Trang mà bị bắt cùng với Đoàn Thị Hồng á. Thì em mới nói rằng là em bị bắt với chị Hồng ở tại phường Đông Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Mà sau đó vài ngày thì cô bé Nguyễn Trang được gia đình bảo lãnh, còn Đoàn Thị Hồng em gái tôi thì không được. Đó.
mà không hiểu tại sao những người đang thực thi pháp luật của Việt Nam nó không biết làm việc như thế nào, nhưng mà khi bắt em gái tôi là Đào Thị Hồng thì không có một mảnh giấy nào gửi về cho gia đình được biết cả. Trong hành trình tìm kiếm em gái thì em gái bị bắt hôm 2 tháng 9 2018, nhưng mà tới mãi 21 tháng 9 tức là sau 19 ngày thì mới tôi mới tìm được nơi giam giữ em gái tôi là Đoàn Thị Hồng tại số 4 Phan Đăng Lưu, phường 14, quận Bình Thạnh. Dạ thì từ tháng 9, đầu tháng 9 2018 khi mà từ ngày mà cháu rời xa mẹ tới giờ thì hồi đầu tháng 9 2019 là đúng 1 năm. Cháu gặp lại mẹ thì biểu hiện của cháu là giận dỗi, không có muốn nói chuyện với mẹ, không nhìn mẹ luôn. Rồi sau khi mà được mấy cán bộ, các cán bộ ở trong phòng cho phép em ra Đoàn Thị Hồng được ôm con gái vào lòng thì lúc đó cháu mới ôm mẹ thôi, chứ thực ra lúc mà ngồi mà hai mẹ con mà có cái vách ngăn đó, cháu không giận, không có cho ẵm, cũng không cho hôn luôn. Con đi vòng vòng hả? Em cũng phụ buôn bán cho đứa em trong gia đình đó. Rồi nói chung thì bây giờ lo cho em gái Đoàn Thị Hồng với cháu Đoàn Hồng Ngọc Hà Vi, thì nói chung mấy chị em trong gia đình tự chia sẻ lẫn nhau, đùm bọc lẫn nhau thôi. Dạ. Khả năng trong gia đình lo được gì thì không? Như vậy là chúng ta đã đi qua một cái góc độ tù nhân lương tâm của tháng 9 trong cái bản tin ngày 20 tháng 9 2019. Thì bây giờ Trường Vũ Anh Bình mến mời quý vị nghỉ giải lao trong ít phút với phần quảng cáo. Xin mời quý vị. Người đẹp vì lụa, quê hương đẹp vì lòng yêu nước. Sự cường thịnh của quê hương kết tinh trên những chiếc áo đấu tranh, khẳng định tầm nhìn của một con dân Việt. Hãy kết nối với Facebooker Ngô Thứ để chúng ta cùng hãnh diện vì lòng yêu nước. Chàng là một nghệ sĩ hát rong, thích chụp hình up lên Facebook. Nàng là một phụ nữ thuần túy Việt chuyên buôn bán cam hữu cơ. Quý vị hãy nhanh tay kết nối với đôi vợ chồng trẻ Hồ Thị Kim Ninh và Phạm Quốc Bảo để có được những ly cam bổ sung đề kháng và các khoáng chất cho cơ thể. Dầu phòng sau khi ép được chuyển qua khâu lọc bằng máy hút chân không. Sản phẩm gồm những thành phần nguyên chất từ đôi vợ chồng đấu tranh dân chủ Nguyễn Thanh Loan và Trịnh Toàn. Sản phẩm không chỉ tin cậy đối với những ai nhìn về hiện tượng Việt Nam, trong đó còn có cả gia đình quan lớn chú ý và thưởng thức. Với hương vị đậm chất vùng miền cao nguyên, cà phê Robusta Amarin sẽ dẫn bạn đến với sự đam mê trong cuộc sống. Hãy liên hệ ngay với Facebooker Huỳnh Thục Vi. Thực phẩm Việt mang hương vị ba miền từ Facebooker Nguyễn Hoàng Vi là địa chỉ không thể thiếu của mỗi gia đình chúng ta. Khi quý vị cần có một bữa ăn hợp khẩu vị và vừa túi tiền, xin liên hệ ngay với Facebooker Nguyễn Hoàng Vi. Fresh Bakery Em Ngọt Ngào là loại bánh đậm đà chất lượng cũng như hương vị. Xin quý vị liên hệ với Facebooker Huỳnh Phương Ngọc để có được những sản phẩm thật ưng ý và hợp vệ sinh. Cà phê quyện với hương vị mật ong, đó là nét riêng của Light Cafe. Xin hân hạnh được phục vụ quý anh chị từ quốc nội đến hải ngoại. Hãy liên hệ ngay với Facebooker Light Nguyễn.
Đặc sản miền sông nước sẽ quay quần bên gia đình bạn. Nếu có được sự kết nối với Facebooker Nguyễn Thị Kim Liên, chắc chắn bạn sẽ tận hưởng hương vị quê hương hợp khẩu vị cùng với từng người thân trong gia đình. Chill Cafe Book Garden và Chill Homestay là một địa chỉ để bạn lưu lại khoảnh khắc với bạn bè mình. Các bạn hãy đến tham quan để tận hưởng sự phục vụ từ Chill Coffee. Quỳnh Như Bakery xin hân hạnh giới thiệu với quý vị các loại bánh tay luôn có mặt trong những buổi tiệc liên hoan sinh nhật họp mặt bạn bè và gia đình. Hãy liên hệ ngay với Facebooker Đinh Quỳnh Như để quý vị có được những sản phẩm thật ân ý và hợp túi tiền. Hải sản biển sạch tươi ngon từ cô tù nhân lương tâm Bùi Thị Minh Hằng. Quý vị hãy nhấc máy kết nối với chị để có được một bữa ăn với gia đình hợp túi tiền và tốt cho sức khỏe. Nếu các bạn muốn quảng cáo sản phẩm của mình với chi phí không đồng, đừng ngần ngại hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua hộp thư bản tin tuổi trẻ yêu nước a@protonmail.com. Vâng, trở lại với bản tin ngày 20 tháng 9 2019. Trần Vũ Anh Bình mến mời quý vị đi cùng với tác giả Ngô Du Trung để nghe tâm tư của anh về bài viết Hãy góp một bàn tay với phần điểm tin phát thanh viên An Điềm. Hãy góp một bàn tay. Bài viết từ trang cá nhân của Facebooker Ngô Du Trung. Người Việt không nên trông chờ các thế lực ngoại bang có thể lợi dụng các biến đổi chính trị cũng như quân sự của các cường quốc trên thế giới để tranh đấu cho đất nước và dân tộc mình. Nhưng không nên trông chờ ngoại bang, dù Mỹ hay bất cứ quốc gia nào, sẽ giăng tay cứu Việt Nam. Giữa quốc gia với quốc gia không có tình cảm, chỉ có quyền lợi. Cho nên, người Việt hãy đoàn kết với nhau, từng bước một xây dựng nên một lực lượng vững mạnh để tranh đấu. Nước Việt không phải không có người có tài, có lòng, nhưng thái độ thờ ơ của đa số người Việt là nguyên nhân khiến các tổ chức tranh đấu không lớn mạnh được. Những người can đảm, chịu hy sinh bản thân và gia đình, đứng ra tranh đấu, bị tù đày hàng chục năm, bị bao vây, khủng bố hàng ngày, trước sự thờ ơ của nhân dân, cuối cùng cũng chán nản, đành chạy ra ngoại quốc để bảo toàn tính mạng khi có cơ hội. Và khi họ ra ngoại quốc thì tiếng nói, tầm ảnh hưởng của họ không còn quan trọng nữa, Việt Cộng không còn sợ họ nữa. Những người đang quyết tâm thi gan cùng Việt Cộng, từ chối bị bán ra ngoại quốc như anh Trần Huỳnh Duy Thức là những viên ngọc hiếm quý. Người Việt không biết quý trọng họ, sử dụng họ, hợp tác với họ, bảo vệ họ mà cùng nhau tranh đấu cho một đời sống, một xã hội tốt đẹp hơn. Lại cứ dõi mắt nhìn ra ngoài, nhìn sang Mỹ, sang Tây, sang các lực lượng phục quốc, hữu danh vô thực đem quân về cứu. Tại sao không bắt đầu từ những việc nhỏ, đơn giản, ít nguy hiểm nhất như lên tiếng ôn hòa trên các trang mạng, trên Facebook của mình chẳng hạn, hoặc nhiều cách khác âm thầm, công khai do mỗi người tự nghĩ ra. Cách nào cũng được, nhưng đừng mong chờ một cách tranh đấu không hề đổ một giọt mồ hôi nào, không hề tốn một giọt máu nào. Thế gian này từ xưa tới nay không có cuộc tranh đấu nào sướng như vậy. Tranh đấu là phải có tổn thất. Nếu đa số người can đảm đứng lên cùng nhau chia sẻ tổn thất thì tổn thất cho mỗi cá nhân sẽ nhỏ mà kết quả chung sẽ vô cùng lớn. Còn nếu đa số cố giữ an toàn cho mình, đùa đẩy mọi tổn thất cho một vài người gánh chịu thì cuộc tranh đấu sẽ không bao giờ thành công. Và kết quả là toàn dân sẽ phải gánh lấy một tổn thất khủng khiếp gấp trăm ngàn lần. Cuối cùng, xin nhắn trước rằng Việt Cộng đừng nhảy vô đây nói giọng đạo đức kiểu mày giỏi thì tranh đấu đi, đừng xúi người khác vào chỗ chết. Không thấy Việt Nam nhà tù đầy hết sao? Để tiêm liều thuốc sợ hãi vào lòng người dân nhằm tiếp tục nuôi sống chế độ Việt Cộng tàn ác, tham lam, điểu cán, dối trá, biệt bộm, vô nhân tính hiện nay.
Vâng, thưa quý vị, mấy nay bản tin Tuổi Trẻ Yêu Nước News luôn trưng dụng bài viết của tác giả Thanh Mai. Vâng, cô có một cái nét châm biếm rất là nhẹ nhàng và sâu lắng khi nhìn về hiện tình xã hội Việt Nam hiện nay. Thì qua đây, một lần nữa, thay mặt cho kênh TV Tuổi Trẻ Yêu Nước Quốc Nội, Trường Vũ Anh Bình cảm ơn tác giả Thanh Mai đã có được những cái tâm tư, nỗi lòng của mình khi nhìn về hiện tình đất nước. Và cũng không quên xin phép chị, nếu như trong tương lai Tuổi Trẻ Yêu Nước News có được những cái sự cộng tác với bài viết của chị, thì mong rằng chị luôn nhiệt tình giúp đỡ cho trang tin Tuổi Trẻ Yêu Nước News một góc độ khai dân trí tại xã hội Việt Nam. Vâng, trở về với bản tin ngày hôm nay, Trường Vũ Anh Bình mến mời quý vị đi qua sự châm biếm của tác giả Thanh Mai với phần trình bày của phát thanh viên Cẩm Mỹ. Xin mời quý vị. Xin kính chào quý vị và các bạn. Tuổi Trẻ Yêu Nước News xin kính gửi đến quý vị và các bạn một bài bình luận mỉa mai châm biếm xoay quanh vấn đề bà Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị đổi tên Đại học Y Dược thành Đại học Sức Khỏe để tránh tụt hậu so với Lào và Campuchia. Bài viết của tác giả Thanh Mai. Nên đổi tên rau muống thành thịt bò. Khi đó, quan khách lên núi hỏi: các cháu Nhi Đồng hôm nay ăn gì? Thì các cháu sẽ bảo là: hôm nay ăn cả tô thịt bò. Nên đổi tên xe máy thành ô tô. Thế là nước ta, nhà nào cũng đôi cái ô tô. Và thanh niên rảnh tối vẫn mang ô tô ra bốc đầu. Mà thôi, cái nghề đổi tên thì bác Bó là siêu sư phụ, thừa kinh nghiệm rồi. Lãnh tụ đổi tên xoành xạch. Kinh tế tư bản doanh nghiệp nhà nước nắm sinh sống thì đổi tên thành kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đấm vào mặt đổi thành gạt vào má. Nứng đổi thành nựng. Nông thôn nó đổi tên thành nông thôn mới. Trung Quốc nó đổi tên thành nước láng giềng có chung biên giới với tỉnh Quảng Ninh. Cả hệ thống thối nát nó đổi thành một bộ phận suy thoái. Quạt trần đổi thành máy chém. Cướp đất đổi thành cải cách ruộng đất. Cướp của thì nó đổi thành cải tạo tư sản. Tiền sư cũ cái lũ đổi tên. Trước khi rời bản tin ngày hôm nay, một lần nữa Trần Vũ Anh Bình xin mượn những vần thơ của tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức để thổi hồn quý vị qua không gian âm nhạc. Vâng, gọi là thay đổi không khí thì chắc chắn rằng một cái góc độ âm nhạc nó sẽ là lời chào tạm biệt quý vị trong bản tin ngày hôm nay, và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin ngày mai nếu chúng ta có duyên. Chân bước môi mòn, lưng còng nghiêng chân đơn côi, dẫm chân nghiêng ngả, ngại chi gió mưa đường về. Thương con nơi miền xa xôi, thương con vẫn còn ngang lối, cha vẫn luôn theo bước đường con. Tết sương phủ đầy mái đầu muôn đời cha ơi, từng niềm bên lối vừa qua dòng cao vời vời, quên đi vừa
vươn và ngày qua quên đi nắng đổ mưa xa, tìm bước đường dẫn đưa con về quê nhà. Tình cha ơi, sức mòn hơi đã cạn, dòng đời ngược xuôi, dẫu hơi đã cạn sức mòn. Đường về dù xa xôi, bước chân người chẳng rơi, tựa như nắng sớm dưới lòng con tháng ngày qua. Chẳng rơi tựa như nắng sớm